đứng yên nha, xếp hàng ngay ngắn. Messi đừng con. Đây kẹo ơi, bên này con. Rồi kẹo vô lấy đi con. Mẹ nhìn đi, mẹ nhìn đi. Quá kẹo. Mẹ Messi có ăn không? Có. Rồi đá bàn ngồi, đá bàn ngồi. Chiếc Ngọc Anh đi đá bàn ngồi. Đi đá bàn ngồi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cái kem được số 1. Ăn, con có bị đau họng không mà đòi ăn kem? Chiếc kéo ghế ngồi con bên này nè con, chiếc. Kem thế nào? Mẹ. Cái này giống như chú rỗ vậy. Mẹ cá này giống như chú rỗ à. Thôi đâu. Chú này giống như chú rỗ à mẹ. Nhưng mà được ép không phải. Đó là quần áo bóng lỗ. Mẹ chú rỗ là người khác đó mẹ. Đúng rồi. Chú rỗ là tập đoàn có hàng viên sói đúng không? Kẹo ăn đi đó. Để chạy nước đó con. À, ơi biết mình là tập viên ở đoàn gì không? Đoàn sói.